Sáng ngày 30 tháng 11, Hội chữ thập đỏ phường Văn Đầu tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2021-2026. Năm năm qua khắc phục khó khăn đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, phong trào chữ thập đỏ trên địa bàn phường Văn Đầu đã đạt được những kết quả tích cực, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, các hoạt động cứu trợ xã hội được quan tâm thực hiện. Trong 5 năm, hội đã vận động và trao tặng 1.530 xuất quả Tết, trợ dưỡng thường xuyên và đổi xuất 157 lượt đối tượng hỗ trợ một ngôi nhà chữ thập đỏ tại tổ dân phố đầu sơn năm thăm hỏi tặng quà các gia đình liệt sĩ nhân dịp 27 tháng 7 ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt ủng hộ dự án ngân hàng bò công trình nhân đạo của hội chữ thập đỏ thành phố tổng giá trị công tác cứu trợ đạt trên 1,9 tỷ đồng ngoài ra công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng được chú trọng hội đã phối hợp tổ chức khám bệnh tư vấn chăm sóc sức khỏe cấp thuốc miễn phí tặng quà các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 nhiệm kỳ 2021-2026, Hội chữ thập đỏ phường Văn Đầu tiếp tục chú trọng xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, tích cực chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tham gia phòng ngừa ứng phó thiên tai thảm họa, quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Đại hội bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 đồng chí, bầu đoàn đại biểu, gồm 6 đồng chí tham dự đại hội hội chữ thập đỏ quận. Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2016-2021 được cấp cấp biểu dương khen thưởng. Cấp biểu dương khen thưởng.